Cảnh báo, 5 sai lầm ăn gừng cực độc mà nhiều người đang mắc phải. Dừng lại ngay, kẻo có ngày hối hận không kịp. Chào mừng quý vị, cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Thưa quý vị, cô bác thân mến, trong nền ẩm thực truyền thống Việt Nam, củ gừng tươi là một trong những gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm đậm đà hương vị. Hơn thế, gừng tươi còn có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không chú ý, những sai lầm khi ăn gừng sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô bác. Đặc biệt là 5 sai lầm khi ăn gừng dưới đây. Rất nhiều người đang mắc phải mà không hề hay biết bản thân đang tự rước bệnh vào người. Cô bác hãy xem đó là gì để tránh xa ngay nhé. Sai lầm thứ nhất, ăn gừng vào buổi tối. Xin được hỏi quý vị, cô bác ở đây, có ai chúng ta có thói quen ăn gừng vào bữa tối không ạ? Nếu có thì chúng ta hãy bình luận là số 1 ở dưới video này nhé. Thưa quý vị thân mến, từ lâu thì gừng được xem là một loại củ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp chúng ta tiêu hóa tốt, nhất là trong những trường hợp bị kém ăn, ăn uống khó tiêu, chữa ho, mất tiếng, giảm đau họng, chữa trị cảm lạnh, ho, buồn nôn hay là ốm nghén ở những phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên, người xưa cũng có câu rằng sáng sớm ăn gừng tốt hơn cả uống nước sâm, buổi tối ăn gừng ngang với ăn thạch tín. Trong các sách y học cổ truyền thì cũng từng cảnh báo rằng trong vòng 1 năm mùa thu không ăn gừng, trong vòng 1 ngày đêm không ăn gừng. Sở dĩ vậy vì theo lương y Nguyễn Đức Mến tại phòng khám đông y ở Láng Hạ, thưa quý vị, đó là vào buổi sáng khi mà khí trong dạ dày của chúng ta còn nhiều ạ. Ăn một chút gừng vào thì sẽ kiện tỳ ôn vị, khích lệ cho dương khí được bốc lên. Đến nửa đêm, dương khí trong người của chúng ta lại thu lại, âm thịnh phát. Lúc này mà chúng ta ăn gừng vào thì chúng ta sẽ vi phạm quy luật sinh lý. Do vậy, ngay kể cả những người bình thường, nếu như uống nước gừng vào buổi tối thôi thì cũng sẽ gây ra mất ngủ. Chưa nói đến là những người chúng ta mắc bệnh mất ngủ thường xuyên đó, cô bác ạ. Chính vì vậy, nếu như mà muốn ăn gừng, cô bác chúng ta chỉ nên ăn vào buổi sáng là tốt nhất, tránh ăn vào buổi tối, cô bác nhé. Thay vì chúng ta ăn vào buổi tối, cô bác hãy ăn thêm những thực phẩm khác để chúng ta được ngủ sâu hơn. Sai lầm thứ hai, đó là chúng ta ăn gừng mọc mầm hoặc là bị dập nát. Như cô bác cũng đã biết đấy ạ, nếu như mà các thực phẩm của chúng ta khi được mua quá nhiều hoặc là không nhớ đến sử dụng thì với điều kiện môi trường, chúng sẽ thường mọc mầm lên đúng không ạ? Đặc biệt là ở trong các căn bếp hay là trong tủ khô với những không khí thì ít và ẩm thấp. Nhiều người thì vẫn sử dụng gừng mọc mầm để ăn bình thường đấy ạ, mà họ không hề hay biết rằng chúng có hại với sức khỏe vô cùng. Theo các chuyên gia nhận định rằng, gừng khi mà mọc mầm sẽ không còn tác dụng tốt như trước nữa, mà thay vào đó thì chúng sẽ bắt đầu sinh ra các chất độc hại. Củ gừng nẫu hoặc là đã mọc mầm rồi, dù hương vị vẫn còn cay đấy ạ, nhưng mà chúng thì đã trở nên nguy hiểm vô cùng để chế biến, vô tình thì giúp sinh sản ra các chất lưu huỳnh. Đây được coi là một độc tố gây tổn thương cho gan, và củ gừng khi bị dập nát hay là mọc mầm thì bên trong của củ gừng đó cũng sẽ chứa chất độc hại C-kimon. Có thể nói rằng gừng mà mọc mầm không thể ăn được vì củ gừng lúc này đã sinh ra các độc tố hại vô cùng cho sức khỏe. Khi chúng ta sử dụng gừng mọc mầm, chúng ta sẽ không thể hấp thụ các chất dinh dưỡng được nữa, mà ngược lại thì sẽ tạo cơ hội cho chúng hại gan. Vậy mỗi khi mà mua gừng quá nhiều về thì chúng ta nên bảo quản như thế nào? Theo các chuyên gia về sức khỏe đã chia sẻ rằng, và cách tốt nhất để cho cô bác đó là chúng ta nên làm gừng sấy khô. Thưa quý vị, gừng sấy khô thì không khác gì gừng tươi đâu ạ, bởi chỉ là lượng nước ở trong gừng thì nó đã bị mất đi một phần. Các hoạt chất và các chất khoáng có trong gừng thì đều được giữ lại 100% và không mất đi đâu cả. Gừng sấy khô nguyên củ hoặc là thái nát hoặc là xay nhỏ thành bột đều có thể bảo quản dễ dàng hơn trong vài năm so với gừng tươi, sử dụng thì rất là tiện lợi. Vậy vì vậy quý vị cô bác ạ, chúng ta đã biết làm gừng sấy khô chưa? Nếu như chưa thì chúng ta hãy bình luận số 2 ở dưới video này để chúng tôi sẽ lên video hướng dẫn cho quý vị cô bác làm món gừng sấy khô này nhé.
Sai lầm thứ ba mà quý vị chúng ta cần lưu ý khi ăn gừng đó là chúng ta sử dụng số lượng gừng quá nhiều. Như chúng tôi đã đề cập ở video trước đây, cái gì dùng quá mức thì cũng không tốt đâu ạ. Đặc biệt là chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta thì càng cần phải lưu ý hơn. Với gừng thì cũng vậy thôi, nếu như mà chúng ta sử dụng quá liều lượng sẽ gây nên những tác dụng phụ không mong muốn cho sức khỏe. Mặc dù gừng rất là tốt nhưng mà nó thuộc tính nhiệt nên ăn nhiều có thể gây ra khô miệng, khát nước, phát nhiệt ở trong người, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Theo kết luận của Trung tâm Y tế, khi ăn quá nhiều gừng thì nó có thể gây ra chứng ợ nóng, tiêu chảy và kích thích miệng. Cô bác chúng ta cũng có thể sẽ bị ợ hơi, này, đau bụng, đầy bụng, buồn nôn và luôn có một cảm giác là có mùi gừng ở trong miệng. Nếu như mà cô bác tiêu thụ một lượng lớn gừng tươi, rất có thể là cô bác sẽ phải đối mặt với tình trạng bệnh viêm ruột hoặc là tắc nghẽn đường ruột. Bên cạnh đó thì gừng cũng có thể làm giảm lượng đường ở trong máu của cô bác nên có thể sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường hay là hạ đường huyết. Ăn nhiều gừng thì cũng có thể làm cho một số các nguy cơ bệnh tim của chúng ta nặng hơn. Chính vì vậy, cô bác ạ, chúng ta nên sử dụng gừng một cách hợp lý thôi. Hạn chế mỗi ngày chúng ta không nên ăn quá 3 lát gừng đâu ạ, để đảm bảo cho sức khỏe của mình luôn luôn được tốt cô bác nhé. Chúng ta nên ăn kết hợp gừng, kết hợp thêm với nhiều thực phẩm khác nữa để đảm bảo được yếu tố dinh dưỡng cũng như là dung hòa các chất. Bên cạnh đó thì cô bác ạ, chúng ta cần lưu ý rằng gừng thì rất là tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp chúng ta không dùng nước gừng được như là bị cảm nắng, này, sỏi thận, các bệnh về gan, phụ nữ mang thai ở thời kỳ cuối. Đặc biệt là không sử dụng nước gừng khi mà đang uống các thuốc điều trị giảm huyết áp, kích thích hoạt động của cơ tim, hạ đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường. Sai lầm thứ tư, chúng ta ăn gừng khi mà bị đau dạ dày. Mặc dù gừng thì được biết đến với nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, một số các thành phần trong gừng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày, đặc biệt là đối với những người mà có vấn đề về tiêu hóa. Thành phần chính gây kích ứng ở trong gừng đó là gingerol và sorghum. Đây là những hợp chất có tính nóng ạ, khi mà sử dụng quá nhiều thì nó có thể làm tăng tiết axit dạ dày, dẫn đến đau rát dạ dày, ợ nóng trào ngược axit dạ dày. Hơn nữa thì gingerol còn có khả năng kích thích niêm mạc dạ dày, khiến cho niêm mạc của chúng ta bị tổn thương và sẽ dễ bị bào mòn hơn. Điều này thì cũng có thể sẽ dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày, thậm chí là tình trạng nặng hơn nếu như chúng ta không điều trị kịp thời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng tác động tiêu cực của gừng lên dạ dày phụ thuộc nhiều vào yếu tố như là liều lượng chúng ta sử dụng là bao nhiêu, tình trạng sức khỏe và cách chế biến của gừng như thế nào. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thì chúng ta nên sử dụng gừng một cách vừa phải thôi. Đặc biệt là đối với những người có vấn đề về tiêu hóa, chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng gừng. Nếu cô bác đang mắc các bệnh như là viêm loét dạ dày, trào ngược axit hoặc là đang sử dụng các loại thuốc khác. Ngoài ra thì cách chế biến gừng cũng ảnh hưởng đến tác động của nó lên dạ dày. Nên hạn chế sử dụng gừng sống vì gừng sống có tính nóng cao. Thay vào đó, nên sử dụng gừng được nấu chín hoặc là pha trà gừng để giảm bớt tính nóng của gừng. Bên cạnh những tác dụng tiêu cực, gừng cũng có một số lợi ích cho hệ tiêu hóa như giảm buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu. Do vậy, sử dụng gừng một cách hợp lý có thể giúp cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa chúng ta. Sai lầm thứ 5 quý vị cần lưu ý đó là chúng ta sử dụng gừng khi mà bị bệnh gan. Tuy gừng là một gia vị quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng theo các chuyên gia về sức khỏe chia sẻ rằng, đối với những bệnh nhân mà đang mắc bệnh về gan, cấp tính, mãn tính, xơ gan hay là viêm gan, việc sử dụng gừng chúng ta cần được lưu ý sử dụng một cách cẩn thận. Theo nghiên cứu rằng, gừng thì có tính nóng, kích thích hoạt động bài tiết của các tế bào gan. Khi gan mà trong trạng thái tổn thương, yếu ớt, việc sử dụng gừng có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng, thậm chí là dẫn đến hoại tử tế bào gan nữa cơ ạ. Cụ thể như sau, gừng thì có thể nó sẽ làm tăng tiết mật, gây áp lực lên trên túi mật và dẫn đến nguy cơ bị sỏi mật hoặc là viêm túi mật.
có thể tương tác với một số các loại thuốc, làm giảm hiệu quả hoặc là tăng nguy cơ tác dụng phụ. Gừng thì nó sẽ gây co thắt cơ trơn đường ruột, dẫn đến các triệu chứng như là đau bụng, tiêu chảy, có thể ảnh hưởng đến khả năng đông máu, làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt nguy hiểm cho các bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông máu. Do vậy, mắc bệnh về bệnh gan, cấp tính, mãn tính hay là xơ gan, viêm gan, chúng ta nên tuyệt đối tránh xa sử dụng gừng dưới mọi hình thức như là ăn sống, nấu chín, pha trà hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa gừng. Thay vào đó, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho gan. Ngoài ra, những người bị bệnh thì cũng cần lưu ý như sau. Ngoài gừng, các loại gia vị cay nóng khác như là ớt, tiêu cũng cần được hạn chế sử dụng để tránh gây hại cho lá gan. Chúng ta nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa khác như là rau xanh, này, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ chức năng của lá gan. Và hãy nhớ rằng thường xuyên uống đủ nước để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ gan đào thải độc tố quý vị nhé. Thưa quý vị thân mến, đó là 5 sai lầm khi chúng ta ăn gừng sẽ khiến cho gừng trở thành một thực phẩm bất lợi bất cập hại, ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy, nếu như cô bác có đang mắc phải thì đặc biệt cần phải tránh xa những sai lầm này ra nhé. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị một thực phẩm rẻ tiền và chứa nhiều chất dinh dưỡng, đó là quả trứng ạ. Như cô bác cũng đã biết đến thì trứng có rất là nhiều vitamin tốt cho cơ thể đúng không nào? Không kém cạnh những thực phẩm khác đâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được đâu cô bác nhớ nhé. Nhất là những người mà đang mắc phải 4 căn bệnh dưới đây tuyệt đối không nên ăn trứng vì nó vô cùng là độc hại cô bác ạ. Thứ nhất đó là những người bị bệnh tiểu đường. Theo báo Xã Luận cho biết, một nghiên cứu kéo dài suốt 20 năm với 57.000 người tham gia cho thấy nếu người mắc bệnh tiểu đường mà tiếp tục ăn trứng mỗi ngày thì sẽ vô cùng là nguy hiểm. Kết quả thể hiện rõ, số bệnh nhân tiểu đường type 2 thường xuất hiện ở người trưởng thành. Nếu thường xuyên ăn hơn 2 quả trứng mỗi tuần thì bệnh tình sẽ ngày càng tồi tệ và nghiêm trọng hơn đấy ạ. Mức nguy hiểm đó có thể tăng lên tới 60% so với mức bình thường ở nam giới, trong khi thì ở phụ nữ là 77%. Tuy nhiên, nếu ăn một quả trứng một tuần thì không có ảnh hưởng gì hết. Chính vì vậy, phải bệnh nhân tiểu đường type 2 phải hạn chế ăn trứng thôi. Trứng thì chứa nhiều chất béo omega 3, là một nguồn cung cấp vitamin, protein và nhiều dưỡng chất khác có lợi cho sức khỏe và vẻ đẹp, nhưng chúng cũng chứa nhiều chất cholesterol và chất béo bão hòa. Đây chính là hai thủ phạm gây kích thích về bệnh tiểu đường type 2 nhất đấy ạ. Theo định nghĩa của y học, tiểu đường là chứng bệnh có chứa hàm lượng glucose trong máu quá cao, vì thế cơ thể của chúng ta không thể sử dụng hợp lý được. Thông thường thì có hai dạng tiểu đường cơ bản. Tiểu đường type 1 thường xuất hiện ở trẻ em và những người trong độ tuổi 40. Chúng sẽ phát triển mạnh khi mà cơ thể của chúng ta tạo ra insulin, dẫn đến thiếu trầm trọng và gây ra bệnh. Thế nên dù đang ở độ tuổi nào cũng vậy, nếu mà đang mắc bệnh tiểu đường, cô bác nên hạn chế ăn trứng để đảm bảo tốt cho sức khỏe nhé. Thứ hai đó là bị bệnh tiêu chảy. Nói đến trường hợp tiêu chảy, tôi thấy có rất nhiều trường hợp khi bị tiêu chảy, cộng thêm việc ăn trứng đã bị tiêu chảy nặng hơn. Theo chuyên gia về sức khỏe, tiêu chảy là một tình trạng phổ biến khi hệ tiêu hóa của cô bác không hoạt động bình thường, dẫn đến việc đi ngoài phân lỏng hoặc là kèm nước, thường đi kèm với cảm giác đau bụng và buồn nôn và đôi khi là cả nôn mửa. Khi bị tiêu chảy nặng, cơ thể của cô bác chúng ta đang mất nước và dinh dưỡng. Việc ăn trứng vào lúc này có thể khiến tình trạng tiêu chảy nặng hơn do thứ nhất đó là protein và chất béo trong trứng khó tiêu hóa, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Thứ hai đó là trứng thì có thể làm giảm hoạt động của men tiêu hóa, khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn của chúng ta bị rối loạn. Nếu như mà cô bác chúng ta đang có một cái dạ dày yếu, dễ bị khó tiêu sau khi ăn trứng, tốt nhất cô bác chúng ta không nên ăn trứng khi mà đang bị tiêu chảy. Tốt nhất là khi tiêu chảy nặng quá, cô bác nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị nhé. Thứ ba, người không nên ăn trứng, đó là người bị bệnh gút.
người mà có bệnh gút thì nên ghi nhớ những quy tắc như sau. Muốn kiểm soát bệnh gút cần giảm lượng purin ăn vào. Người bị bệnh gút nên coi trứng là một thực phẩm nên có trong chế độ ăn của mình. Bởi trứng gà có chứa hàm lượng nhân purin thấp dưới 50mg trên 100g thực phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo cân đối giữa các nhóm thực phẩm, người bị bệnh gút chúng ta không nên ăn quá 7 quả trứng một tuần. Protein trong lòng đỏ của trứng gà là loại phosphor protein có chứa hàng loạt những axit amin hay bị thiếu trong các thực phẩm khác như methionine, stenine, arginine, tryptophan. Còn protein của lòng trắng trứng gà thì chủ yếu là loại đơn giản tồn tại dưới dạng hòa tan. Ngoài trứng gà, bệnh nhân gút có thể bổ sung thêm một số loại trứng khác như là trứng vịt, ngan, ngỗng, cút để đa dạng hơn khẩu phần ăn uống. Tuy nhiên, không nên ăn trứng lộn mặc dù hàm lượng purin thấp nhưng hàm lượng cholesterol cao. Hàm lượng cholesterol cũng là một yếu tố nguy cơ đối với người bị gút. Vì vậy, người bị gút đi kèm bệnh lý tim mạch không nên ăn trứng lộn. Còn khi đã ăn lỡ ăn trứng rồi, người bị bệnh gút cần hạn chế bổ sung đạm từ các nguồn thực phẩm khác, nhất là thịt đỏ và hải sản. Hãy bổ sung vào cơ thể nhiều trái cây hơn, quý vị nhé. Thứ tư là bệnh sỏi thận. Sỏi thận thì là hiện tượng lắng đọng chất khoáng trong nước tiểu ở thận. Viên sỏi thì có kích thước nhỏ hay to, tùy thuộc vào từng trường hợp bệnh nặng, nhẹ khác nhau. Sỏi thận thì có nhiều dạng, bao gồm sỏi canxi, sỏi acid uric, sỏi struvite và sỏi cystine. Nếu không được điều trị, sỏi thận sẽ làm tắc nghẽn đường nước tiểu, gây viêm nhiễm tích tụ trong thời gian dài, dẫn đến hiện tượng xơ hóa đường tiểu, đồng thời nó sẽ làm suy giảm chức năng co bóp, hình thành các lỗ giò ở bàng quang và niệu quản, khiến cho thận của chúng ta bị suy giảm chức năng. Bên cạnh việc phát hiện sớm các triệu chứng sỏi thận và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, cô bác nên áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý để ngăn ngừa bệnh tái phát. Nếu bị sỏi acid uric, cô bác nên hạn chế ăn trứng. Nó có thể làm cho bệnh nặng hơn hoặc tăng nguy cơ hình thành sỏi mới. Mặt khác, ăn quá nhiều protein cũng làm giảm citrat, chất có trong nước tiểu giúp ngăn ngừa sỏi hình thành. Một quả trứng gà lớn có thể chứa 186mg cholesterol, đặc biệt cần kiểm soát nếu cô bác bị sỏi mật. Việc kiểm soát lượng protein là cần thiết, nên cô bác hãy ăn trứng ở mức vừa phải. Quan trọng không kém chính là xem xét các nguồn cung cấp protein khác mà cô bác có thể nạp vào trong ngày. Bên cạnh đó, những người mà đang bị sỏi thận cũng nên hạn chế những thực phẩm nhiều muối, đường, đạm động vật, v.v. để tránh trường hợp nặng hơn nhé. Nghe đến đây thì có vẻ như là quý vị cô bác chúng ta cũng đã biết thêm được những bệnh nào không nên ăn trứng chưa ạ? Nếu biết rồi thì chúng ta hãy xem xung quanh cô bác có ai đang mắc bệnh này hay không thì hãy tránh xa ra nhé. Bên cạnh đó thì người bình thường cũng nên lưu ý rằng khi ăn trứng không nên ăn quá nhiều đâu ạ, nên ăn vừa phải thôi để tránh gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, kể cả những người đang bị bệnh hay là đang có cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Sức khỏe ở đây gồm cả sức khỏe về tinh thần và cả thể chất nữa. Có thể thấy sức khỏe chính là tài sản vô giá của mỗi con người. Khi không có sức khỏe, cuộc sống mất đi ý nghĩa và niềm vui. Dù tiền bạc có thể là thứ nhiều người ao ước và tranh đoạt, nhưng tiền bạc cũng không thể mua được sức khỏe. Trong cuộc sống, con người là quý giá nhất và sức khỏe là nền tảng của mọi thành công và hạnh phúc. Một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn không vướng bận bệnh tật là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp. Khi có sức khỏe, ta có hàng ngàn ước muốn, nhưng khi sức khỏe suy yếu, ước muốn duy nhất là được khỏe mạnh. Thông thường, khi cơ thể không có vấn đề, chúng ta ít nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe, nhưng chỉ khi đối diện với bệnh tật, ta mới thực sự nhận ra giá trị vô giá của sức khỏe. Vì vậy, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của con người. Tôi từng đọc được một câu nói rất hay rằng, người có sức khỏe là hy vọng và có hy vọng là có tất cả mọi thứ. Hoặc một câu nói khác cũng rất thấm thía về sức khỏe con người rằng, người có sức khỏe thì có cả trăm ngàn ước mơ, người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là sức khỏe. Hai câu nói này đều củng cố một tư tưởng
ý nghĩa duy nhất rằng đối với con người chúng ta không có gì quan trọng và ý nghĩa quý giá bằng sức khỏe. Chỉ cần có sức khỏe, con người sẽ bằng nhiều cách mà đạt được ước mơ của mình. Còn ngược lại, chúng ta sẽ chẳng có gì ngoài một thân thể đau yếu. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, dù rằng đời sống vật chất tinh thần của con người trở nên tốt hơn, dịch vụ y tế được cải thiện một cách đáng kể, thế nhưng thói quen sinh hoạt không điều độ, làm việc tăng ca quá mức và các hoạt động giải trí không lành mạnh vẫn đã và đang bào mòn sức khỏe của con người mà không một thuốc thang nào có thể cứu vãn được. Đây quả thực là một vấn đề rất đáng lo ngại. Có lẽ ngay khi chúng ta đang khỏe mạnh, chúng ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới sức khỏe, đồng thời vẫn coi sự tồn tại của nó là một điều hiển nhiên, tất có. Khi chúng ta vật vã đau đớn trên giường bệnh, khổ lụy thân ta và phiền lụy đến người thân, cô bác, bạn bè, thì lúc đó ta mới nhận ra rằng ta ao ước làm sao những ngày còn có sức khỏe song hành. Lúc đó ta mới thấm thía được rằng trên đời này, chiếc giường đắt nhất chính là giường bệnh. Bởi có nó ta đã trả giá biết bao nhiêu, mà cái giá lớn nhất chính là một thân thể khỏe mạnh. Chính vì vậy, cơ thể của cô bác hiện tại vẫn đang khỏe mạnh, thì cô bác nên biết ơn điều đó. Biết ơn cơ thể, sức khỏe của chính mình vẫn còn đang khỏe mạnh, để cuộc sống của ta nhận được thuận lợi hơn. Từ đó ta biết trân trọng cơ thể và chăm sóc một cách tốt hơn, cô bác nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được chân thành cảm ơn quý vị cô bác đã lắng nghe hết video này. Qua video ngày hôm nay cũng xin mong muốn quý vị cô bác ai ai cũng sẽ đều quý trọng sức khỏe của mình hơn. Cuối cùng xin kính chúc cô bác luôn vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác tại những chương trình sau.